Trên dưới 15 năm qua, bác sĩ nhãn khoa Vương Linh Chi làm việc liên tục trong lĩnh vực chăm sóc thị giác cho hàng ngàn bệnh nhân có vấn đề về thị giác. Đồng thời, bác sĩ Vương cũng đã vì một kinh nghiệm cá nhân nên đã dốc tâm học tập nghiên cứu, cuối cùng áp dụng thành công phương pháp Ortho-K, một phương pháp, một sản phẩm tân tiến đã được cơ quan FDA chuẩn thuận cho sử dụng trên thị trường. Có người cháu gái là Jasmine, chỉ trong vòng 6 tháng, độ cận thị trong mắt Jasmine đã tăng lên gấp 3, đang từ 1 độ lên 3 độ. Jasmine không còn giữ điểm cao ở trong lớp, cháu không thể học lâu và gặp trở ngại qua sinh hoạt ở trường, cũng như thiếu sự tự tin vì phải đeo cặp mắt kính dày cộm. Và cũng kể từ đó, bác sĩ nhãn khoa Vương Linh Chi đã tìm đủ mọi cách tham dự các khóa huấn luyện trong nước cũng như ngoài nước, nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn Ortho-K Therapy và tham dự rất nhiều tháng ngày huấn luyện để ngày nay có thể được xem như là một trong những bác sĩ nhãn khoa đầu tiên của người Việt Nam nói riêng và ở trong vùng quận Cam nói chung, đã giúp cho các trẻ em không cần phải giải phẫu mắt, không cần phải đeo contact lens, không cần phải đeo kính mà mắt vẫn tỏa tường qua phương pháp thật đặc biệt, Ortho-K Therapy. Thực ra thì Ortho-K Therapy đã có từ năm 1961, nhưng mãi cho đến gần đây mới chính thức được cơ quan FDA và Hiệp hội Bác sĩ Nhãn khoa Hoa Kỳ chấp nhận là một phương pháp an toàn, một sản phẩm có kết quả hữu ích và thực tiễn. Để có thể cụ thể hơn, sau đây là trình bày của bác sĩ nhãn khoa Vương Linh Chi. Phương pháp Ortho-K đó là một cái phương pháp rất là đặc biệt. Hồi 1961 bắt đầu là nhiều bác sĩ đang investigate là tìm hiểu một cách nào để mình giữ cái độ cho các cháu bị cận thị. Thì cái phương pháp này đó là một cái loại đặc biệt contact lens mình đeo buổi tối trước khi mình ngủ. Lúc mình ngủ mình đeo vô, sáng mình lấy ra đó thì mình sẽ dần gõ. Cái quan trọng là mình sẽ thấy rõ, không có cần đeo mắt kính, soft contact lens. Thì lúc mình đang đeo, đang ngủ đó thì nó niềng cái độ xuống giống như là mình so sánh giống như là cái khi bằng cái nệm gì mà mình đè xuống, lúc mình thả ra đó thì nó cũng còn nằm ở dưới đó, thì cái giác mạc của mình giống như vậy, nó sẽ nằm ở dưới thì cháu sẽ dần gõ được, không cần đeo mắt kính. Nhưng mà cái quan trọng là tại nít nhỏ đây đó học nhiều quá, chơi computer, chơi iPad rồi DS nhiều quá đó, mấy cháu bị cận thị càng cao, mỗi năm cứ lên hoài. Thì cái phương pháp này rất là hay, nó sẽ giữ lại độ, nó sẽ giữ lại cháu không có lên nhanh, hay là nó có thể nó ngưng được cái độ của cháu lên mỗi năm. Phần nhiều mấy cháu cỡ 7 tới 8 tuổi bị chút xíu cận thị, cái thời gian đó là rất là quan trọng, mình cho cháu khám mắt mỗi năm. Nếu mà cháu bắt đầu 1-2 độ đó là mình nên cho cháu đeo cái loại Ortho-K này. Cái lý do tại sao? Cái mắt nó còn non, giống như là cái cây nó còn non, nó sẽ mọc sau nó mọc. Còn cái mắt của cháu á, nó cũng còn non, nó sẽ lên độ, nó có thể lên nhanh, lên chậm, mình không có biết cái tương lai. Nhưng mà mình phải giữ lúc mà cái độ nó còn thấp, lúc mình 7-8 tuổi nó sẽ 1 độ, 2 độ, mình giữ lỡ đó thì cái tương lai của cháu không có bị lên độ. Thì cái lúc đó đó thì cháu sẽ còn dần rất là gõ. Nếu mình đợi lâu đó thì cái giác mạc nó sẽ lên càng nhiều, giác mạc nó yếu, nó mỏng thêm, hay là cháu sẽ dần mờ. Nếu mà cháu bị 6-7 độ thì cái đó là rất là cao, nó rất là nguy hiểm cho cháu. Sau cái quan trọng mình phải lo cho cháu sớm lúc mà cái độ nó bị nó còn thấp. Người Á Đông mình á, cũng cha mẹ cũng hay bị cận thị. Sau nếu mà mình á, mình là cha mẹ, mình phụ huynh con mình bị cận thị đó, mình bị cận thị, cái cơ hội con mình bị cận thị cũng rất là cao. So nếu mà bây giờ mình nói mình bị cận thị, mình đi làm giải phẫu LASIK đi, mình giải phẫu cái độ đi rồi, nhưng mà con mình cũng có cái máu là bị cận thị. Một phần nữa, con mình xài mắt nhiều, đọc sách, làm bài nhiều, nó lên độ thêm nữa. So nó giống như nó cấp đôi cái độ của mình luôn. Mình thấy ở đây rất là nhiều ở phòng mạch này. Mình lo nhiều bệnh nhân sau giải phẫu LASIK mà mấy đứa con tớ phòng mạch đó, cái độ nó cao hơn cha mẹ nó cấp đôi. Bởi vì nếu mình mà bị cận thị, mình nên cho con mình làm sớm hơn, khám theo dõi để cho mình đừng có muốn con mình giống như mình. Cái phương pháp này, Ortho-K này rất là đặc biệt, không cần giải phẫu, an toàn, với là FDA approved là chính phủ thấy cái này an toàn để cho cháu đeo dưới 18 tuổi mà còn đeo được buổi tối trước khi ngủ nữa. Nó tốt một cái nữa là nó cho cháu một cái tiện là cháu đi tập thể dục, đi bơi, lặn,
học giỏi, không có bị cái gì mà dăng vô mắt mà bể mắt kiến. Với là cháu có được một cái là tự tin, phải không? Cái tự tin này cho cháu thấy là mình không có bị mắc kiến dày, để cho người ta làm cái bằng tâm để ý tới mình, rồi người ta cứ cười mình hoài, xong mình để mình tự tin để cho mình làm được cái chuyện khác, mình học giỏi hay là mình kiếm bạn dễ hơn. Cái Ortho-K này, cái therapy nó rất là đặc biệt, là cháu đeo nhưng mà 2-3 độ một đêm là cháu là thấy rõ được 20-20 rồi. Nhưng mà mình muốn giữ là cái độ 20-20 này đó, mình phải đeo mỗi đêm. Mắt của cháu nó còn non, mười mấy tuổi, nó cũng còn đổi tớ, nó học xong bằng 4 năm thì mình phải đeo, tớ cháu đi học xong thì mấy năm, thì giống như mình làm cái niềng găng gì đó, mình đeo cũng mấy năm. Sau mà cháu yên ổn hết rồi, cơ thể không có đổi đó, thì cháu có thể cháu ngưng được. Nhưng mà cái thời gian đang đổi mà cái cháu mắt còn non đó thì nó bị dễ mệt thì nó lên. So cái thời gian này là rất là quan trọng, mình phải giữ là cái độ cho cháu để cho cái mắt nó tốt, cho sau này cái tương lai của cháu không có trở ngại gì. Cái độ càng cao đó, mắt của cháu càng yếu, có thể có cháu độ cao tới 9 độ đó không có lái xe được là tại vì nó yếu rồi, không có thấy rõ được nữa. So mình không có muốn con mình bị như vậy. Cho đến bây giờ và những ngày sắp tới, bác sĩ nhãn khoa Vương Linh Chi vẫn là thành viên và thường xuyên hoạt động chung với các bác sĩ nhãn khoa Hoa Kỳ, các nhà khoa học, chỉ nhằm có mục đích là phục vụ và giúp thị giác trẻ em qua những phương pháp kỹ thuật nhãn khoa tân tiến nhất. Và ngoài ra, bác sĩ Vương còn hướng dẫn quý vị bác sĩ khác, những bác sĩ quan tâm về Ortho-K ngay tại văn phòng của những đồng nghiệp đó, kể cả trao đổi thông tin qua các phương tiện như email, như điện thoại. Bác sĩ Vương Linh Chi cũng đã dành rất nhiều thời giờ huấn luyện chuyên môn cho tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng, từ những bài học tâm lý trẻ em, tâm lý phụ huynh và chuyên môn. Bác sĩ Vương quan niệm đơn giản và rõ ràng một điều: không hiểu việc thì việc không bao giờ có kết quả. Trước khi chuyển sang phần giới thiệu khác về Vuong Optometry, chúng tôi mời quý vị theo dõi lời trình bày sau đây của những bậc phụ huynh, những người đã từng dẫn con em mình đến Vuong Optometry để nhờ đến bàn tay khéo léo và chuyên môn của bác sĩ nhãn khoa Vương Linh Chi chăm sóc cặp mắt cho con em của quý vị. Tôi rất thích phương pháp Ortho-K này. Tôi sẽ giới thiệu phương pháp này cho các bạn của tôi. Lý do tôi thích bởi vì không cần mang kiến lúc ban ngày. Chỉ đeo kiến lúc ban đêm, Ortho-K lúc ban đêm và ban ngày bỏ ra. Phương pháp này không cần giải phẫu nên tôi rất thích. Dạ con cần thị hồi lúc con lớp 3, lớp 2, lớp 3 con cần thị. Bao nhiêu độ? Lúc con lớp 2 bắt đầu có cần khoảng chừng 1 độ rưỡi. Trước khi dùng thì con bắt đầu dùng hồi lúc tháng 8 của 2011. Thì lúc đó thì con khoảng chừng 6 độ 75. Con bắt đầu đeo hồi lúc cuối tháng 8, thì giờ con đeo từ tháng 1. Dạ, tại vì con chỉ còn đeo ban đêm thôi. Thì xong lúc mà đi vô trường hay đi chơi đâu hay là đi tập thể thao không cần đeo kính hay đeo contact lens nữa. Dạ, giờ con ngoài 5 độ rồi. Dạ, con dùng Ortho-K cho 6-7 tháng. Con có nói bạn bè biết, bạn bè thấy con không có kiến, bạn bè hỏi con sao không có kiến, con nói dài con dùng Ortho-K. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè của tôi phương pháp giải phẫu, không cần giải phẫu, phương pháp Ortho-K này cho bạn bè của tôi. Bệnh nhân này á, cháu này á, là bây giờ mình sẽ cho coi cái hình này giống như là cái hình của cái fingerprint của cái ngón tay mình vậy đó. Thì mình chụp cái mắt của cháu này á, cháu này á, thì mắt nó hơi độ hơi cao 7 độ lận. Thì nếu mình chụp ra ngay chỗ đây á, thì mình thấy là nó giống như mắt nó nhọn, nó lồi ra tí xíu. Thì lúc mà cháu nào bị cận thị cao đó thì cái mắt nó dài ra thì cái giác mạc nó cũng bị mỏng. So cái đó là rất là nguy hiểm. So mình phải làm cái therapy Ortho-K lenses này đó, thì để cho cháu đeo nó đẩy cái độ xuống. Thì bây giờ mình sẽ cho coi cái hình của cháu này đeo mấy tháng. Cái này là cái hình trước khi cháu làm cái therapy. Mắt cháu nó nhọn, với lợ nó cũng còn mờ lắm, nó không thấy đường tại cháu này 7 độ luôn. Còn lúc mà cháu đeo rồi đó, mấy tháng sau đó, cái hình của cháu nó đẩy hết cái độ ra luôn. Xong mình thấy từ hồi nãy màu xanh lá cây, bây giờ là màu xanh chờ, blue. Nó đẩy hết mấy cái độ ra. Thì cái nhọn hồi nãy mình nói, cái mắt nhọn đó bây giờ nó sẽ đẩy hết cái độ đi. So cái độ nó đẩy xuống cháu sẽ được dòm được 20-20.
đó mình thấy là cái màu xanh này rất là đậm. So cái therapy này nó work extremely well, là allow cho cháu được một cái cặp mắt rất là rõ. Cháu đọc được 20-20 or better, mà cháu cũng có thể đi tập thể dục, đi bơi, không có cái gì trong mắt hết. Thì cho cháu cái freedom với một cái rất là tốt, là mình thấy quan trọng là mình sẽ giữ được cái độ của cháu không có lên nữa. Thì mỗi năm mình có theo dõi, cháu này là đeo hơn một năm rồi, cũng còn là 7 độ. Nếu mà cháu này không có làm cái therapy này, có thể là cháu lên tới 8 độ, 9 độ. Thì nếu mà bệnh nhân nào mà 8 độ, 9 độ đó thì rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe của mắt đằng sau cháu. Về cung cách của những người phục vụ tại Vuong Optometry, xin nhắc lại, theo quan niệm đơn giản của bác sĩ là nếu nhân viên không hiểu việc thì không công việc nào có kết quả. Riêng phần bác sĩ, sau đây là một nguyên tắc bất di bất dịch, là một khi bác sĩ đã quyết định nhận chăm sóc một bệnh nhân nào đó, thì nếu như thân nhân của bệnh nhân ấy có bất cứ âu lo thắc mắc nào, vẫn có thể gọi đến chính cá nhân bác sĩ bất cứ lúc nào. Bác sĩ còn cho biết đã từng có những bậc phụ huynh gọi trong khoảng 6 giờ sáng và thậm chí 11 giờ đêm. Và bác sĩ xem đây là một nguyên tắc để phục vụ. Với thời gian nhiều năm làm việc cho cộng đồng, Vuong Optometry đã nhiều lần tổ chức các buổi hội thảo miễn phí để bác sĩ ghi nhận và giải đáp tất cả những thắc mắc liên quan đến vấn đề về mắt của các em. Và từ đó bác sĩ luôn đề nghị khám mắt thường xuyên hơn. Nó có khả năng chặn đứng được tiến trình tăng độ một cách kết quả hơn. Ví dụ như khi mắt của các em có độ cận thị là 1 cho đến 3 thì luôn có kết quả nhanh chóng nếu đến bác sĩ nhãn khoa kịp thời. Còn ngược lại, vì sự lơ là không quan tâm thì dù có tiền của bao nhiêu đi chăng nữa mà tương lai của các em đen tối, không học đến nơi đến chốn hoặc không học được cao thì quả là một thảm kịch. Chẳng khác gì một sự đầu tư tiền của công khó dành cho con cuối cùng trở thành mây khói. Xin đừng đợi độ cận thị, viễn thị tăng vọt từ năm này sang năm khác nơi thị giác của các em. Hãy tận dụng những ngày lễ ngắn ngày, dài ngày để dành thì giờ quan tâm đến thị giác của con em mình. Tức là quý vị phụ huynh đã và đang đầu tư đúng chỗ ngay ngày hôm nay. Hãy gọi cho Vuong Optometry 714-530-2006, 530-2006. Văn phòng mở cửa 7 ngày, Chủ nhật làm việc theo hẹn. Có địa chỉ là 13143 đường Century, thành phố Garden Grove, đằng sau cây xăng Costco của thành phố Garden Grove. Một lần nữa, điện thoại để liên lạc 714-530-2006, 530-2006.